sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Chào tất cả anh em đã trở lại với channel Việt Nam tôi. Mọi người cũng biết ở Hà Nội thì hiện tại đang có dịch Covid-19. Thì mình đi về quê mình ở Thái Bình, đi ra biển chơi lượn lờ, mọi người thấy không? Đi chơi lượn lờ ở ngoài biển trốn dịch 1-2 hôm rồi ăn cơm bụi cao cấp. Mọi người cùng ngắm biển quê mình nhá. Đẹp không mọi người, xa tít tắp mù khơi luôn nhá. Bây giờ mình sẽ quay ra đằng sau để cho mọi người xem và chứng kiến cái cảnh biển của mình. Dài cũng khá là dài, chắc cũng phải tầm 7-8 cây. Biển chỗ mình nó gần, chính xác là nó gần gần cửa sông ấy, nên nó khá là đục. Chỉ có nước ròng thì nó mới ấy thôi, nó mới trong xanh thôi. Anh em thấy không, xa tít tắp mù khơi. Đây là mình đang đi ra cái khu chỗ gọi là gì nhỉ? Ngọn đèn hải đăng, người thấy không? Bây giờ thì mới chỉ là tháng 3 thôi, cho nên là cũng mới mà ít du khách đấy. Biển chỗ mình đây. Chết. Mình quên chưa cầm chìa khóa. Đây là chỗ của mình ở kia nhỉ? Có một cái điếm để không biết là cánh đê, chính xác gọi là điếm canh đê thì phải. Không biết có phải không? À, gọi là điểm canh đê thì nó đúng hơn. Đây, đi xe thấy bà nội luôn. Quên không cầm cái chìa khóa. Ai chà. Chết mẹ. Ở đó kia nó là cái lô cốt của như là lô cốt thời Pháp hay sao ấy. Ở biển mình vẫn có, để lên trên đấy xem có cái gì hay hay nhá, quay cho mọi người xem. Tại lâu mình cũng chưa về quê ấy, nên là cũng ít quay được những cái cảnh nào đẹp ở quê ấy. Ở mình còn ở đây là biển Cồn Vành, còn ở ở ngoài chỗ phía khu kia nó có còn rất nhiều nơi khá là đẹp. Đây mình sẽ quay đằng sau cho các bạn xem này. Đó, đây chính là cái lô cốt ngày xưa, chắc là thời Pháp. Ở đây cũng khá nhiều cá luôn nhá. Đi lên đấy chơi đây, hà hiếc rồi các thứ nó bám hết lên đây này. Trước mình nếu mà đúng như ngày trước ấy, đây ngoài kia nó là cái điếm để canh, không biết là bây giờ hình như không còn sử dụng nữa thôi thì phải. Ngày trước bọn mình hay nhỏ ấy thì hay ra đây này, ngồi đây rồi nhóm lửa, đốt lửa nướng gà các thứ, hoặc là ra ngoài góc thông kia để nướng gà. Đấy, hà nó bám hết rồi này. Này con này khi mọi người có thể cạy ra nhá. Đây này, mọi người có thể cạy ra xong rồi về tách đôi nó, xong rồi có thể ăn. Mọi người hàng ăn hà ở đấy đấy. À, nó xuất phát từ đây này. Chứ Hà Nội người ta bỏ hà hiếc này, xuất phát từ đây nhưng phải có dụng cụ để cạy ra cơ. Đây, thử cạy cái này ra nhá. Đó, con hà đấy cả nhà. Khá là chắc. Đó, nó đây này. Thế về một là luộc lên, hai là sẽ cạy cái mỏ, cái giữa này của nó ra này. Đó. Ít chậm, ít xuống. Bên này có khá nhiều điều thú vị nữa này. Hay là đi xuống tít đầu kia nhỉ. Đây này, mọi người thấy họ cạy hết hà không? Đây là một bên nhá. Này, một bên là chưa cạy này. Đây này, một bên chưa cạy mọi người. Một bên thì cạy rồi. Đấy, cua nữa kìa, kia có cua. Còn cái chỗ này thường thường là họ trước là họ để dẫn
dẫn nước nước ngọt ra đây từ từ ngoài kia ra đây để ấy mà để sinh hoạt đấy. Kiểu nó họ ở đây họ có nuôi ngao chứ, họ có nuôi ngao hay là gì đấy. Ở kia có cá kìa. Đấy, đấy. Đây có cá cả nhà. Đây này. Đây này. Thường thường mình hay ra đây kích cá, nhỏ nhỏ hay ra đây kích cá để ăn lắm. Bây giờ anh em mình ra chỗ biển nhá. Như nước đang lên cả nhà. Cả nhà mình ạ. Nước đang lên. Đây cá này. Ở ngoài biển khá nhiều điều thú vị luôn. Biển quê mình mùa này thì chưa có gì. Đây, đây những con này là người ta gọi là con dắt đây. Nó chết rồi nó trôi dạt vào bờ biển. Thường thường người ta gọi lạo dắt với lại vạng rồi họ. Có những cái phải nói như này. Khá là hay. Nước đang lên rồi. Đó này là nước đang lên này. Bây giờ cũng tầm 4-5 giờ là bắt đầu thủy triều lên á. Không biết mọi người đã tí nhá, toàn bộ khu này này nó ngập lên đến cái rừng thông kia luôn. Bạn thấy giống như kiểu sương mù không? Zoom cho các bạn xem. Gần giống như kiểu sương mù ấy. Đó, này. Các bạn thấy sao? Quê mình thì khá là đẹp, biển Đồng Châu, Diên Điền, Cồn Vành, Cồn Đen. Mình thì thực ra ở quê thì mình cũng ít đi biển vì mình cũng rời nhà khoảng tầm 5-6 năm rồi, đi làm 5-6 năm rồi, ít khi về, chỉ gọi thỉnh thoảng có dịp về thôi. Hồi nhỏ thì đi suốt à. Biển mình thì nói chung là nếu mà về bờ biển thì khá là đẹp, nhưng mà về nước thì không lỗi. Nhưng mà các bạn nào mà có dịp đến Thái Bình thì cứ qua Cồn Vành nhá. Ở đây có nhiều đặc sản biển lắm các bạn, nhiều thứ hay ho để các bạn khám phá phết đấy. Ở đây họ có nhiều cái để có thể săn bắt này, như những chỗ này vũng nước ấy á, những cái vũng nước này này có rất nhiều cá luôn. Đấy, những cái vũng nước như bên này này cực kỳ nhiều cá cả nhà. Trông nó bé tẹo tẹo này, đến lúc cuỗi này trông ít tẹo tẹo thôi, nhưng mà đến lúc cuỗi ra nhiều lắm, nhiều cá cực kỳ luôn. Không biết các bạn đã lên đến chỗ bây giờ mình sẽ đi lên chỗ gì nhỉ, ngọn đèn hải đăng nhá, quay cho các bạn xem. Đây là cái đường mà đi ra ngọn đèn hải đăng. Mọi người thấy ngọn đèn hải đăng không? Gọi là ngọn hải đăng. Ở ngoài đây thì thường là nuôi cá này, nuôi tôm. Nhìn thấy không? Đấy là nơi này, nó là cái cảng biển, là tàu bè đi đánh bắt xa bờ thì ra khơi về neo đậu ở đây tránh bão nhiều thứ. Rất đẹp luôn. Còn bên kia là nơi của quân sự, nó gần như giống kiểu đồn biên phòng á, hoàng biển gọi là cửa biển đấy. Còn bên kia kìa, bạn thấy không? Bạn không biết nhìn rõ không kìa? Nơi đấy, đấy, bây giờ là cái ngọn đèn hải đăng, nhưng mà bên quân đội không được vào, mình chỉ đứng đây mình quay cho mọi người xem thôi. Đây là toàn bộ cảnh biển của quê mình. Mình lâu lắm mình không về quê rồi đấy, thực sự nữa. Ngày trước bọn mình hay ra ngoài kia kìa để có thể bắt cá rồi bắt chim, có nhiều lắm, cho những cái chỗ tổ kia kìa, có rất nhiều chim luôn. Đây, đây chính là nơi leo cảng. Đây mới chỉ là một cái bãi neo đậu thôi, còn bãi neo đậu to hơn nhiều là ở bên chỗ khác. Toàn bộ khu biển của mình. I've been all around the globe.
stupid thing, you're so